Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã bước vào những ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch. Tháng 9 qua đi với bao nhiêu kế hoạch còn dang dở, nhưng chỉ cần bước qua tháng 10 âm lịch, những con giáp sau sẽ đổi vận giàu sang, công việc vô cùng thuận lợi, được cấp trên ưu ái, bạn bè kính nể, tài lộc cứ ùn ùn kéo về chật két. Một số người còn có cơ hội trúng số đổi đời trong tháng 10 âm lịch này. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Như quý vị đã biết, tháng 10 âm lịch là tháng Tân Hợi, có ngũ hành thuộc Thoa Xuyến Kim. Ngày 1 tháng 10 âm lịch bắt đầu từ ngày 25 tháng 10 năm 2022 đến 23 tháng 11 năm 2022. Ngũ hành kim sẽ sinh cho thủy, hỏa khắc được kim, kim kim tỷ hòa. Ba mệnh trệ dễ gặp may mắn trong tháng 10. Hơn nữa, tháng 10 là tháng 9, lộc cộng với lại lưu lộc tồn, lại hợi, nên chính vì thế tháng 10 này, người can nhâm sẽ được hai lần lộc mà các thầy vẫn gọi là song lộc. Hợi cũng chính là quý nhân của những người có thiên can, năm sinh là Bính, là Đinh. Con giáp may mắn đầu tiên là những người tuổi Dần. 1. Tuổi Dần tháng 10 năm 2022. Tử vi tháng 10 năm 2022 của người tuổi Dần có tam hội vượng vận, nhiều điểm sáng trong sự nghiệp và nhân duyên. Do năm nhâm dần nên tháng hợi sẽ có lộc tồn, như vậy người tuổi dần nhị hợp sẽ được hưởng hòa khí của lộc. Thiên đức mang tới cơ hội thăng quan tiến chức cho con giáp tuổi dần, chúng ta cùng xét năm tuổi dần. Giáp dần 1974 mệnh thủy, bính dần 1986 mệnh hỏa, tuổi mậu dần 1998 mệnh thổ, canh dần 1950-2010 mệnh mộc, nhâm dần 1962 mệnh kim. Trong năm tuổi trên thì dựa theo đánh giá mối quan hệ tương quan giữa ngũ hành tuổi và thiên can địa chi thì ta dễ dàng nhận thấy tuổi nhâm dần sẽ có khá nhiều thuận lợi. Bởi nhâm lộc tại hợi, vào tháng hợi sẽ có lộc tồn và lưu lộc tồn, có lợi ích về tài chính. Bên cạnh đó, ngũ hành đồng hành với ngũ hành tháng Tân Hợi, thiên can địa chi cũng được can chi tháng sinh cho, đây là tuổi may mắn hơn trong năm tuổi dần. Tiếp theo là tuổi Bính Dần, tại tuổi này, khi so sánh và phân tích, ta sẽ thấy rằng thiên can binh tân hợp hóa thủy, Bính có quý nhân tại hợi, vì thế đây là một điểm cộng cho tuổi Bính. Bính Dần thuộc hỏa, cũng khắc kim nên sẽ có thể đoạt được tài. Không chỉ có tài chính mà những mặt khác trong cuộc sống của họ cũng hết sức thuận lợi và suôn sẻ, và sẽ là một thiếu sót lớn nếu không liệt kê họ vào danh sách những con giáp có vận đỏ nhất tháng 10 Tân Hợi. Các tuổi dần khác bình thường do xét các yếu tố và thiên can địa chi thì ta sẽ thấy rằng không có quá nhiều yếu tố bổ trợ, nổi trội nên ta sẽ không xét. Tuy nhiên một lưu ý chung với những người tuổi dần đó là mặc dù nhị hợp nhưng hợi dần là tứ hành xung nên do đó tuổi dần cần đặc biệt lưu ý. Có thể các tuổi này sẽ phải đối phó với những áp lực liên quan đến gia đình, môi trường sống hoặc có thể phải đối diện với các vấn đề như dịch chuyển chỗ ở, thay đổi việc làm. Do xung khắc nên rất cần chú ý việc không nên vận hành công việc vào các ngày Thân và ngày Tỵ. Lý do ngày Tỵ vừa hình dần lại là ngày nguyệt phá của tháng hợi. Bên cạnh đó, sức khỏe của tháng 10 âm lịch những người tuổi dần có thể không được thuận lợi. Có hung tinh chiếu mệnh khiến thể trạng sa sút, tuổi dần có thể chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết dẫn đến mệt mỏi về cơ thể, chán ăn, rối loạn giấc ngủ. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên cẩn thận khi đi lại, đề phòng tai nạn và vấp bị thương. Nếu vận hành công việc hay đi lại, đặc biệt là đi xa vào những ngày này, sẽ dễ mắc hạn xe cộ, hại họa bất ngờ. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tốt để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong tháng 10 âm lịch, chúng ta cùng xét đến con giáp may mắn tiếp theo là những người tuổi Mão. 2. Tuổi Mão tháng 10 năm 2022, ta có 5 tuổi Mão lần lượt như sau. Ất Mão mệnh thủy 1975, Đinh Mão mệnh hỏa 1987, Kỷ Mão mệnh thổ 1999, Tân Mão mệnh mộc 1951-2011, Quý Mão mệnh kim 1963.
Tử vi phương Đông nói rằng được lục hợp che chở, vận quý nhân trong tháng khá là vượng. Con giáp này được giúp đỡ ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Chính vì thế hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt. Thiên tài xuất hiện che chở để giúp tuổi Mão thoát khỏi khó khăn tài chính, vận trình tài lộc tươi sáng. Mão có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao. Bước sang tháng 10 âm lịch, người tuổi Mão được thần tài gõ cửa, do Mão nằm trong tam hợp mùi, có lộc tồn tọa thủ nên làm ăn phát tài, tài lộc bỗng chốc tăng vọt, làm việc gì cũng thuận lợi và suôn sẻ. Tin vui về đường tình duyên cũng sẽ tới với con giáp này. Tình cảm vợ chồng hòa thuận, một số cặp vợ chồng mong có con có thể đón tin vui trong tháng này. Người độc thân sẽ sớm tìm được ý chung nhân của mình. Tuy nhiên mặt khác, cửu tử bay về phương Tây Nam, người mệnh này có thể gặp buồn phiền về chuyện con cái không nghe lời. Sức khỏe không phải là vấn đề bạn cần phải lo lắng trong tháng này khi tuổi Mão cảm thấy khá sung sức, đủ tỉnh táo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như công việc. Thế nhưng bạn chớ nên chủ quan mà lơ là việc chăm sóc cơ thể, vì trong tháng 10 có sự xuất hiện của sao Bạch Hổ. Đây là một hung tinh mang điềm báo tai họa, báo hiệu bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh liên quan đến tim mạch hoặc huyết áp. Những người lớn tuổi cần chú ý đề phòng như tuổi Tân Mão hoặc Quý Mão. Khi đi đâu cũng ưu tiên các lựa chọn an toàn nhất cho bản thân, không nên cố gắng tham gia các trò chơi bảo hiểm. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Trong năm tuổi Mão thì tuổi Đinh Mão 1987 mệnh hỏa có thể chiếm ưu thế hơn vì Đinh khắc chế tân và Hợi sinh phù cho Mão, nên có thể tuổi này sẽ có lộc dồi dào hơn các tuổi Mão khác. 3. Tuổi Mùi tháng 10 năm 2022. Ất Mùi 1955 mệnh kim, Đinh Mùi 1967 mệnh thủy, Kỷ Mùi 1979 mệnh hỏa, Tân Mùi 1991 mệnh thổ, Quý Mùi 2003 mệnh mộc. Tháng 10 này, Mùi có nguyệt lệnh lâm quan đới, ủng hộ nên có thể giảm bớt phần nào hung hiểm bạn phải đối mặt. Chỉ cần có sự quyết tâm thì sóng gió nào cũng sẽ qua. Bên cạnh đó, trong tử vi tuổi Mùi được sinh tại Hợi, vượng tại Mão, khố tại Mùi, nên vận trình tháng 10 hứa hẹn nhiều yếu tố nằm ngoài sức tưởng tượng của bạn. Ví dụ như có khách quý lâu ngày tới thăm, mang tin tốt về tài lộc, cũng trọn vẹn hoàn toàn, có thể là suôn sẻ khi quay số trúng thưởng. Đường tài lộc của người tuổi Mùi trong tháng 10 âm lịch nhìn chung vẫn khá ổn định, bản mệnh duy trì được các khoản thu đều đặn của mình nên việc chi tiêu hàng ngày không có gì phải lo lắng. Tháng này người tuổi Mùi có cả hung vận lẫn cát vận, nhưng riêng đường tình duyên thì rất thắm sắc, nồng nàn. Sao Thái Âm giúp đào hoa nở rộ, chuyện tình cảm của con giáp này vì thế rất hứa hẹn. Người độc thân sẽ dễ dàng tìm được một nửa ưng ý cho mình, hoặc không thì cũng có nhiều cơ hội xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Sao Thái Âm cũng là một ngôi sao chủ về tài tinh, phụ nữ nên rất có thể nam giới tuổi Mùi sẽ được quý nhân là nữ giới giúp đỡ. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Sức khỏe tuy không gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng nhưng cũng không nên chủ quan, bạn nên cân bằng thời gian dành cho công việc và nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ để thể trạng được nạp đầy đủ năng lượng cần thiết, đặc biệt là những người tuổi phải sinh trong ngũ hành tháng kim như tuổi Tân Mùi 1991 mệnh thổ, Đinh Mùi 1967 thủy, có thể sẽ may mắn hơn cả, bởi vì tuổi này được ngũ hành tháng sinh cho. 4. Là tuổi Hợi. Ất Hợi 1995 mệnh hỏa, Đinh Hợi 1947-2007 mệnh thổ, Kỷ Hợi 1959 mệnh mộc, Tân Hợi 1971 mệnh kim, Quý Hợi 1983 mệnh thủy. Tháng 10 âm lịch năm 2021 sẽ là một tháng có nhiều thay đổi tốt với người tuổi Hợi. Tháng này tuổi Hợi gặp chính thái tuế nên trong gia đạo, trong cuộc sống ít nhiều sẽ có biến động. Những tháng đầu năm thế nào không biết, nhưng những tháng cuối năm tuổi Hợi sẽ lấy lại những gì đã mất. Trong tháng 10 âm lịch, tuổi Hợi sẽ có vận may từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống, tình cảm, đều có thể cải thiện đáng kể. Giữa tháng 10 âm, tuổi Hợi có thể gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối, giúp tuổi Hợi làm giàu trong tương lai.
Người tuổi Hợi vốn được xem là người được trời ban nhiều phước lành, mọi điều tốt đẹp đều đến với họ. Chỉ cần gặp được thiên thời địa lợi, nhân hòa thì sẽ thăng hoa viên mãn. Người tuổi Hợi gặp may mắn nhất trong tháng 10 có lẽ chính là tháng Quý Hợi, là bởi vì họ có ngũ hành tháng sinh cho, lại có thiên can tân trợ lực. Vừa có lộc lại vừa có sức khỏe, người bệnh cũng sẽ khỏi bệnh trong tháng này. Như vậy, sau khi xét tổng quan 4 con giáp trên thì chúng ta nhận thấy các tuổi Nhâm Dần, Bính Dần, Quý Hợi, Đinh Mùi là 4 con giáp may mắn và thuận lợi hơn cả trong tháng 10 âm lịch. Trên đây là những con giáp đặc biệt may mắn trong tháng 10 âm lịch. Tôi hy vọng video này sẽ giúp cho quý vị hiểu hơn về cơ hội và khó khăn của mình trong thời gian tới để có thể vận hành công việc và cuộc sống được thuận lợi, bình an. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu ra những con giáp may mắn nhất trong tháng 10 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.